Cô Đông Phi xin chào các bạn. Tham gia đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay có bạn Kim Nga. Xin chào các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài lắp cầu vượt, bài tự chọn của khối lớp 4. Trên tay cô là chiếc cầu vượt đã được hoàn thiện. Sau khi xem xong clip này, cô mong rằng các em có thể thực hiện được chiếc cầu vượt và có thể sáng tạo thêm. Để thực hiện được bài này, chúng ta cần chuẩn bị một bộ lắp ráp kỹ thuật khối lớp 4, một quyển sách kỹ thuật khối lớp 4. Quy trình lắp ráp của bài cầu vượt chúng ta thực hiện qua hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta lắp thân và thành của cầu vượt. Phần thứ hai, chúng ta lắp chân cầu vượt. Rồi, bây giờ chúng ta thực hiện phần thân và thành của cầu vượt. Chúng ta chuẩn bị cho cô một tấm lớn, hai thanh 25 lỗ, hai thanh u dài. Rồi, bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé. Đầu tiên chúng ta lấy con ốc, tấm lớn chúng ta đặt vào lỗ thứ nhất. Rồi sau đó vịn tay quay ngược lên, gắn thanh u dài vào như thế này. Rồi chúng ta sẽ xiết ốc. Rồi cố định bằng vít. Rồi tương tự chúng ta sẽ đặt ốc vào phần như này. Rồi, chúng ta gắn vậy. Ốc vít. Xong rồi. Rồi như vậy là chúng ta được một bên. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp phần còn lại tương tự. Xong rồi. Rồi như vậy là cái phần chúng ta vừa mới làm xong. Rồi bước tiếp theo, chúng ta lấy thanh 25 lỗ đặt vào phần trong như thế này. Và chúng ta bắt ốc. Các bạn bắt ốc từ ngoài đi vào như thế này các bạn. Đây, đặt vào đây. Rồi sau đó đặt vào cái lỗ như thế này. Rồi bên này chúng ta cũng lắp tương tự. Đặt ốc vào. Đây. Xong rồi. Xong một bên. Rồi đây là một bên chúng ta đã lắp xong. Rồi, bước tiếp theo bên này chúng ta làm tương tự nha. Rồi đây. Đây phần làm cô vừa mới làm xong. Đây. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái phần chân. Chân. Bây giờ chúng ta chuẩn bị 4 thanh 9 lỗ. Chúng ta để qua hai bên 4 thanh u dài, 4L 2 lỗ. Rồi bây giờ Ngân cùng thực hiện với cô nha. Đầu tiên con lấy con ốc, thanh 9 lỗ đặt từ ngoài đi vào. Sau đó cầm thanh L quay ngược như thế này. Ngân nhìn nè. Nha, quay ngược như thế này nha. Rồi gắn vào. Thấy được chưa? Nè. Cái L này là để cho cái vị trí chân nó đứng đó. Nha, rồi con coi xong được chưa? Rồi con xiết ốc. Rồi. Bên này chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Như vậy là chúng ta có hai phần.
bạn để rồi, đối xứng nè, con quay ngược rồi, 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 đúng rồi. Rồi, bước tiếp theo, chúng ta cầm một thanh lên như thế này. Rồi, chúng ta sẽ đếm nè. Đây, chúng ta thêm một lỗ. Chúng ta đặt vào lỗ thứ hai. Nha. Rồi, chúng ta lấy thanh u dài. Chúng quay ngược lên như thế này. Rồi, đây. Rồi, một tay dịnh, một tay xíu đó. Rồi chưa? Xong chưa? Dạ rồi. Rồi, như vậy chúng ta lắp được phần như thế này. Tiếp theo, chúng ta đếm tiếp hai lỗ. Một, hai. Rồi, chúng ta đặt ốc vào lỗ thứ ba. Rồi, dịnh lại. Đặt thanh u cũng hướng ngược lên như thế này. Rồi, chúng ta sẽ đó. Đây, đây là phần cô vừa mới đắp xong. Rồi, bước tiếp theo, con xong chưa? Dạ rồi. Rồi, bước tiếp theo, chúng ta lấy cái phần mà nãy, cái thanh nãy chúng ta đã làm. Chúng ta làm bên đối xứng bên này nha. Rồi, bây giờ chúng ta đặt, cũng đếm một lỗ nè. Đặt ở lỗ thứ hai. Đặt ở trên đây. Rồi, đặt vào đây. Đây. Tương tự, chúng ta cũng đếm hai lỗ gắn vào lỗ thứ ba. Nha, rồi gắn vào như thế này. Rồi. Xong một cái. Rồi, như vậy là đây là một bên của cái phần chân của cầu vượt. Bây giờ chân tiếp theo chúng ta làm tương tự. Đây là cái phần chân cầu thứ hai cô mới vừa làm xong. Như vậy là phần lắp ráp cái bộ phận của cầu vượt chúng ta đã được làm xong. Tiếp theo là chúng ta lắp hoàn chỉnh phần cầu vượt. Chúng ta lấy phần thân và thành cầu. Chúng ta sẽ nối với một bên của chân cầu. Đây, chúng ta sẽ lắp ra phía ngoài như thế này. Chúng ta để ra phía ngoài. Rồi. Đặt ốc vào. Nha, chúng ta cố định bằng lê vít. Rồi, bên này chúng ta làm tương tự. Rồi. Đây, chúng ta đã lắp được một bên ha. Còn phần bên này chúng ta làm tương tự. Rồi đây ha. Như vậy là cái cầu vượt mình vừa lắp xong. Rồi, như vậy là sau khi lắp cầu vượt rồi thì con có thể nghĩ là con có thể sáng tạo thêm phần nào không? Dạ, thích coi là con người. À, con người, như vậy con người đi trên cầu vượt, đúng không? À, ngoài ra cô còn nghĩ là mình có thể sáng tạo thêm cái mái che. Để lắp được con người, con chuẩn bị nguyên vật liệu gì? Dạ, thích coi là đồng rong. Làm gì? Để làm cái đầu. Rồi, tiếp theo. Rồi, phần gì nữa? Hai thanh thẳng 5 lỗ. Để làm cái gì? Để làm tai. Tai và gì nữa? Và thân. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Hai thanh ngắn.
Để làm gì vậy con? Để làm chân. Rồi chân. Một chiếc L là dài. Để làm thân ba lưng. Thân thẳng ba lỗ, nói chân và mình. Rồi. Rồi bây giờ Ngân bắt đầu thực hiện. Dạ. Ha, trong khi Ngân thực hiện thì cô sẽ làm lại cái phần mái che. Nha. Đây là phần con đã lắp xong. Con để lên, xích lên đi. Đây là phần cầu vượt có sáng tạo thêm mái che. Cô vừa thực hiện xong. Ngoài ra bạn có thể kết hợp gắn người này nha, vào trong cái phần cầu vượt có mái che. Về phần bài lắp cầu vượt đến đây đã kết thúc. Về phần tiêu chí đánh giá của bài cầu vượt, chúng ta phải lắp đủ và lắp đúng các chi tiết. Thứ hai, phần nối ghép giữa các bộ phận, chúng ta phải lắp chắc chắn để tránh trường hợp bị lỏng, chân cầu có thể bị ngã. Chân cầu có thể bị ngã ra như thế này.
Sau khi làm xong bài này, các bạn nhờ ba mẹ chụp hình gửi Zalo cho cô theo số hiển thị trên màn hình. Bài làm đến đây đã kết thúc. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thân ái chào các bạn.